Huấn luyện viên Ten Hag vạch 5 điều cấm kỵ ở United. Dưới thời huấn luyện viên Erik Ten Hag, bất kỳ cầu thủ nào tiết lộ thông tin nội bộ của United sẽ bị gạt khỏi sân Old Trafford. Theo Daily Star, huấn luyện viên Erik Ten Hag tiếp tục siết kỷ luật tại MU. Những cầu thủ để lộ thông tin trong phòng thay đồ hoặc bất cứ điều gì liên quan đến nội bộ MU sẽ bị loại thẳng tay. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Ten Hag tuyên bố sẽ gạt cầu thủ nào không đi tập đúng giờ. Chiến lược gia người Hà Lan cũng yêu cầu tất cả cầu thủ MU phải sử dụng đầu bếp chung. Thực đơn tại trung tâm Carrington cũng được điều chỉnh theo hướng bổ sung tốt nhất cho sức khỏe, bao gồm nhiều món cá và rau. Từng cầu thủ MU được chuẩn bị thực đơn riêng theo chỉ số cơ thể BMI, sẽ kiểm tra sát sao hàng tháng. Sau cùng, huấn luyện viên Ten Hag yêu cầu các cầu thủ phải gặp trực tiếp ông để trao đổi thay vì thông qua người đại diện. Huấn luyện viên Erik Ten Hag muốn cả đội MU phải đoàn kết và không cầu thủ nào được phép đặt cái tôi lớn hơn câu lạc bộ. Daily Star nhấn mạnh Ten Hag sẽ trừng phạt nghiêm những cầu thủ làm trái quy định, bất kể đó là ngôi sao nào. Trước đó, huấn luyện viên Ten Hag chấn chỉnh cả quy trình ở đại bản danh MU. Cựu huấn luyện viên Ajax yêu cầu các cầu thủ đến sân tập từ 9 giờ, sớm hơn 1 tiếng so với các chủ đại huấn luyện viên trước. Bên cạnh đó, Ten Hag yêu cầu các cầu thủ phải ăn cùng nhau, tương tự thời Sir Alex. Những gì huấn luyện viên Ten Hag áp đặt cho MU tương tự giai đoạn 26 năm Sir Alex dẫn dắt Quỷ đỏ. The Atlantic cho biết Ten Hag đang học hỏi cách làm từ chính Sir Alex để đưa MU trở lại với thời hoàng kim. Về chiến thuật, huấn luyện viên Ten Hag đã cho thấy tầm ảnh hưởng sau một tháng đầu tiên. Ông yêu cầu nhân viên cắt cỏ sân tập MU ngắn hơn 15mm để phù hợp với các bài tập ban bật phối hợp nhỏ. Chiến lược gia người Hà Lan đang tập trung cải thiện kỹ thuật và tư duy chuyển bóng cho cầu thủ của MU. United ra giá bán Ronaldo, đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng cho kế hoạch không có Cristiano Ronaldo trong mùa giải mới. Theo tờ UOL của Bồ Đào Nha, Quỷ đỏ sẵn sàng bán cựu sao Real Madrid với giá 13 triệu bảng. Ronaldo chưa trở lại hội quân cùng MU bởi lý do gia đình. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho hay, đội chủ sân Old Trafford chấp nhận tình huống Ronaldo không tham dự tour du đấu hè để CR7 có thêm thời gian giải quyết vấn đề cá nhân. Báo chí Anh đưa tin huấn luyện viên Ten Hag muốn United giải quyết tương lai Ronaldo càng nhanh càng tốt. Ông e ngại vụ việc sẽ kéo dài gây bất lợi cho đội bóng, nhất là khi các cầu thủ đã hội quân trở lại và bắt đầu tập luyện. Những động thái này cho thấy United đã sẵn sàng cho cuộc sống không có Ronaldo trong mùa giải mới. Tiền đạo 37 tuổi đang cố kéo dài thời gian để người đại diện Jorge Mendes tìm kiếm biến động mới. Một số nguồn tin tại xứ sở sương mù tiết lộ, siêu cò Mendes đang liên hệ với Munich, Chelsea và Napoli. Việc không có vé dự Champions League khiến United gặp nhiều khó khăn. Họ chưa thể hoàn tất thương vụ Frankie de Jong do cầu thủ này kiên quyết ở lại Barcelona. Giờ đây Quỷ đỏ đứng trước nguy cơ để mất tiền đạo khi bàn số 1 mùa trước. Rio Ferdinand không kỳ vọng nhiều vào bản hợp đồng Eriksen. Theo đánh giá của Rio Ferdinand, thương vụ chuyên mục Eriksen không mang lại nhiều giá trị thực tế cho MU. Khi thương vụ Frankie de Jong đi vào bế tắc, người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi biết tin Eriksen đã đạt thỏa thuận gia nhập MU. Tiền vệ người Đan Mạch đã có quãng thời gian thi đấu ấn tượng trong máu Brentford sau nửa năm ngồi ngoài vì vấn đề về tim mạch và rất có thể MU sẽ là bến đỗ tiếp theo của cầu thủ này. Năng lực của Eriksen là không cần phải bàn cãi, nhưng cầu thủ này chưa chắc đã phù hợp với MU ở thời điểm này. Theo nhận xét của Rio Ferdinand, Eriksen chưa chắc đã là cầu thủ MU cần lúc này. Tôi nghĩ Eriksen không thể trở thành cầu thủ trụ cột tại MU, thậm chí Eriksen còn khó chiếm được suất đá chính. Tôi sẽ rất bất ngờ nếu Ten Hag điền tên cậu ấy vào đội hình xuất phát. Tôi nghĩ rằng Eriksen sẽ đóng vai trò xoay tua cho những cái tên khác ở tuyến giữa MU. Ai cũng biết vị trí Eriksen chơi tốt nhất cũng là vị trí của Bruno, và tôi không tin vào viễn cảnh Ten Hag để Bruno dự bị còn Eriksen đá chính. Thực chất, việc để cả Eriksen lẫn Bruno cùng ra sân trong đội hình không phải là điều bất khả thi. Nhưng lúc đó, huấn luyện viên sẽ phải bố trí một cầu thủ có thiên hướng phòng ngự sau lưng hai cầu thủ này. Trong đội hình MU hiện tại có cầu thủ nào làm được điều đó không? Cristian sở hữu phẩm chất tốt, tinh thần của cậu ấy cũng rất tuyệt vời. Có Eriksen trong đội hình là điều giá trị, nhưng tôi hoài nghi về sự phù hợp của Eriksen trong đội hình của MU. Trước đó, cựu cầu thủ Liverpool Danny Murphy cũng không đánh giá cao thương vụ này. Lý do được Murphy đưa ra trong thương vụ này là những nhận xét của Rio Ferdinand. Eriksen có năng lực nhưng khó có thể cạnh tranh suất đá chính tại MU. Chelsea nhả Cesc Azpilicueta và Marcos Alonso cho Barca nếu... Chelsea chỉ nhả Cesc Azpilicueta và Marcos Alonso cho Barca trong trường hợp có được Sergio Des hoặc Frankie de Jong theo chiều ngược lại. Chủ sở hữu mới của Chelsea, Topoli đã có cuộc gặp với chủ tịch Joan Laporta của Barca tại một nhà hàng ở thành phố Barcelona. Một nội dung cuộc trao đổi giữa Topoli và Joan Laporta không được tiết lộ, nhưng theo tờ Sport của Tây Ban Nha, hai người trao đổi về tương lai của bốn cầu thủ bao gồm Frankie de Jong, Sergio Des, Cesc Azpilicueta và Marcos Alonso. Cụ thể, phía Barca muốn có Cesc Azpilicueta theo dạng chuyển nhượng tự do. Hậu vệ này đã hết hạn hợp đồng với Chelsea nhưng đang chờ đợi được gia hạn.
Anh chỉ rời đi nếu The Blues không có định ký thêm hợp đồng mới. Barca cũng sẵn sàng chi ra 15 triệu euro mua hậu vệ trái Marcos Alonso. Về phía Chelsea, họ sẵn sàng để Cesar Azpilicueta và Marcos Alonso từ Camp Nou. Nhưng đội bóng Catalan phải nhả Sergio Des hoặc Frankie De Jong. Tất nhiên là Chelsea sẽ kèm tiền mặt bởi giá trị của Des và De Jong hiện tại là khá lớn. Đội bóng thành London sẽ phải chi thêm ít nhất 20 triệu euro nếu muốn có Sergio Des. Còn với trường hợp của Frankie De Jong, họ sẽ phải kèm theo 50-60 triệu euro bởi Barca định giá ngôi sao của mình lên tới 85 triệu euro. Trước đó, Barca đã chiêu mộ thành công trung vệ Arias Christensen từ Chelsea theo dạng chuyển nhượng tự do. Cầu thủ người Đan Mạch ký hợp đồng 4 năm với đội bóng Catalan kèm điều khoản giải phóng lên tới 500 triệu euro. MU chính thức ra mắt mẫu áo đấu sân nhà mùa giải 2022-2023. Ronaldo xuất hiện trong poster giới thiệu mẫu áo đấu sân nhà mùa giải mới của MU. Theo kế hoạch ban đầu, MU dự kiến công bố mẫu áo đấu sân nhà mới vào ngày 1 tháng 7 2022. Tuy vậy, đội bóng này bất ngờ lùi ngày ra mắt mẫu áo mới thêm một tuần. Nguyên nhân được đưa ra là đội bóng thành Manchester muốn chờ Frankie De Jong gia nhập đội bóng để có thể ra mắt cả hai. Tuy vậy, thương vụ De Jong vẫn đi vào bế tắc khi MU công bố mẫu áo mới. Từ cuối mùa giải trước, nhiều kênh thông tin đã tiết lộ bản thiết kế được cho là sẽ áp dụng trên áo đấu MU mùa tới. So với thông tin rò rỉ trên Internet cách đây 2 tháng, mẫu áo chính thức của MU không có nhiều khác biệt. Kế mới nhất của áo đấu MU mang đậm phong cách cổ điển với chiếc khiên bao quanh logo và phần cổ áo với họa tiết tam giác lạ mắt. Phần cổ áo được cho là lấy cảm hứng từ áo đấu mùa giải 1998-1999 huyền thoại. Trong khi đó, họa tiết khiên bao quanh logo giống với thiết kế ở mùa giải 2019-2020. Ba cầu thủ của MU xuất hiện trong poster quảng bá mẫu áo đấu mới của MU mùa giải tới là Scott McTominay, Bro và đặc biệt là Ronaldo. Hình ảnh của tiền đạo người Bồ vẫn xuất hiện trong poster của đội bóng bất chấp những tin đồn chuyển nhượng. Ngoài ra, huyền thoại của câu lạc bộ Eric Cantona cũng xuất hiện bên cạnh hai cầu thủ ở đội nữ là Lee Carton và Alexandre Russo. Concept được MU sử dụng trong poster lần này là bộ bài tây với những con bài tương ứng với số áo của cầu thủ đang mặc. Chính thức Tottenham chia tay cầu thủ thứ 3. Tottenham vừa ra thông báo xác nhận đã bán tiền vệ Steven Bergwijn cho Ajax Amsterdam. Trong thông điệp chia tay trên trang chủ, Spurs gửi lời cảm ơn Bergwijn vì những đóng góp cho đội bóng. Ngoài ra, Tottenham còn chúc tuyển thủ Hà Lan gặt hái thành công trong tương lai. Tottenham không tiết lộ phí chuyển nhượng thương vụ này. Tuy nhiên, theo truyền thông Anh và Hà Lan, Spurs bán Bergwijn cho Ajax với giá 30 triệu euro. Như vậy, Bergwijn chia tay Tottenham sau 2 năm rưỡi gắn bó. Trước đó, đội bóng London cũng mua tiền vệ 24 tuổi từ PSV ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2020 với giá 30 triệu euro. Bergwijn là cầu thủ thứ 3 chia tay Tottenham ở kỳ chuyển nhượng hè này. Trước khi bán Bergwijn cho Ajax, đội bóng của Vincent Conte đã bán hậu vệ Carter Vickers cho Celtic và trả thủ môn Golini lại Atalanta sau một mùa mượn. Theo chiều ngược lại, Tottenham đã chiêu mộ 4 tân binh: Richarlison, Bissouma, Rose Poster. Về phía Ajax, Bergwijn là tân binh đầu tiên nhà đương kim vô địch Hà Lan chiêu mộ ở kỳ chuyển nhượng hè 2022. Trở lại Ajax, Bergwijn trưởng thành từ lò đào tạo của đội chủ sân Johan Cruyff Arena. Tiền vệ 24 tuổi vượt qua Sebastian Haller trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử đội bóng theo chiều mua. Cách đây một năm, Ajax chiêu mộ Haller, chân sút họ vừa bán cho Dortmund với giá 22,5 triệu euro. De Ligt từ chối thẳng thừng MU. Theo tờ Bild, MU đã liên hệ với De Ligt và đại diện của tuyển thủ Hà Lan để chiêu mộ ngôi sao này. Tuy nhiên, đại diện của De Ligt đã từ chối thẳng thừng Quỷ Đỏ bởi cựu hậu vệ Ajax chỉ muốn đến Bayern Munich. Di Maria vượt qua kiểm tra y tế. Tuyển thủ Argentina vừa hoàn tất cuộc kiểm tra sức khỏe thủ tục với lão bà. Di Maria sẽ ký hợp đồng 1 năm và ra mắt Juventus ngay hôm nay. Bayern chấp nhận chi khủng vì De Ligt. Theo The Goal, hùng xám sẵn sàng trả Juventus 75 triệu euro kèm 15 triệu euro phụ phí để mua trung vệ người Hà Lan. Về phía Juve, lão bà sẽ bán De Ligt nếu nhận được đề nghị hợp lý. Ngoài Bayern thì Chelsea cũng muốn mua cựu cầu thủ Ajax này. Tiết chi tranh mua Lewandowski với Barcelona. Phút Mercato khẳng định đội bóng nước Pháp đã tham gia cuộc đua chiêu mộ Lewy với Barcelona. Tuy nhiên, PSG gặp khó cho thủ này vì tuyển thủ Ba Lan chỉ muốn đến Camp Nou và đã chốt thỏa thuận cá nhân với Brogana.